kéo bố ba mẹ. Tớ thắng rồi nhé. Mình thua rồi. Cậu đuổi theo đi. Được thôi. Vui quá đi mất. Ừ, chạy đâu nữa bây giờ? Ôi không. Anh là hậu đậu quá đi. Thế nào giữ vậy nè? Để xem. Tớ nghĩ là lối này mới đúng chứ. Này cơ. Thôi thôi, mạnh ai đấy đi đi. Sợ cậu hả? Mình có nhớ nhầm không nhỉ? Mệt quá. Quậy, trời tối rồi sao? Ôi không, nguy hiểm quá. Mẹ đến rồi, con ở đây mẹ ơi. Mình bị lạc rồi. À, đúng rồi. Thôi nào, đi theo tớ, tớ dắt cậu ra ngoài. Ok, tớ đến liền đây. Nhanh nào, tạm biệt với Anna. Cảm ơn cậu quá. Wow, thích quá đi, về đến nhà rồi. Hả, sao đồ ăn hết trơn vậy? Đau quá đi bớt. Nó cứng bụng luôn. Đi thôi con gái. Dạ mẹ. Đói quá đi mất, bụng kêu rộp rộp luôn. Ăn rau đỡ vậy? Không có đỡ đó gì hết. Gì vậy? À ha, là thịt gà. Ăn miếng mới được. Ngon tuyệt vời ông mặt trời. Phải ăn đã luôn. Hay da, 1, 2, 3, 4. Không rớt cái nào luôn. Chuyện nè. Cậu cũng hay quá đó. Anna chơi vui nhỉ. Cậu không biết gì sao? Bây giờ Lisa muốn thay thế cậu luôn rồi. Cô ta ăn mặc đẹp đẽ đi khoe khoang khắp nơi. Tôi biết làm gì bây giờ đây? Ngồi nghỉ xíu. Hả? Công chúa mà ngồi tướng vậy hả? Khóa trống. Sao mẹ không biết? Đã nói phải nhẹ nhàng dịu dàng rồi mà cậu không biết nghe hả? Rồi, để tớ tập dạy. Cái đĩa này chắc không rớt đâu ha. Bước đi nào. Nha, sao rớt rồi? Tức chết mà. Phải cho cậu biết đây. Đừng có mắng tớ nữa mà. Nó làm cái gì vậy? Con ta kìa. Quyết, sao cậu dám đá bạn tôi hả? Tôi liền với cậu. Con kìa. Tôi hả? Làm cái gì đây? Cô em chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Ui, ra là thế. Cho ta xin lỗi nha. Mặc kệ cậu. Trèo lên cây đi cho mẹ. Ui, nàng ấy thật xinh đẹp và mạnh mẽ. Thế tôi lợi hại chứ gì? Nàng ơi, nàng hãy đi cùng ta nhé. Gì vậy? Cậu ấy thích cậu đó. Được rồi, Anna, chúng ta đang ở bên nhau rồi. Ôi cha mẹ ơi, nhỏ Anna vớ được hoàng tử sao? Thiệt là hay quá đi. Trông ok đấy nhở. Xin chào, là ta đây, Mr. Tomato đây. Phải không? Trời ơi, cái gì xấu xí vậy nè? Chạy thôi, chờ tôi mới. Ôi trời, chạy mau. Ủa? Trời ơi, không có ai ở đây sao? Cậu đừng buồn nhé. Nè, tôi có thể mua được không? Ồ, để tớ nghĩ xem nào. À ha, có cách thôi. Ủa? Chọn phong cách nào đi ta? À, thử cái này xem. Cô make up cho tôi hả? Tới trang điểm đẹp lắm đó. Dậm phóng nào. Ôi, trông tôi xinh hơn nhiều rồi đó. Giờ thì cắt tóc tạo kiểu. Hay da, tỉa 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 nè. Chảy cho vào nếp nha. Trời ơi. Trông tôi thật ngầu lòi. Còn thiếu chút nữa nha. Trời ơi. Có râu nữa sao? Trời ơi, trông khác quá đi. Đừng sợ, con chưa xong mà. Xem tiếp nè. Thật sự, lột xác luôn á. Thêm bộ đồ này là hết cái chấm. Cầm lấy nào. Wow, đẹp trai thiệt đó. Chúc mừng cậu. Trời ơi, cảm ơn Anna nhiều. Trông mình khác quá.
cái gì vậy? Gương mặt mới à? Hay quá, nhảy ra nào, nhảy ra nào. Cô cậu bỡ ngỡ chưa kìa. Cố lên nào, cậu làm được mà. Cố lên, cố lên. Trời ơi, mình không có biết nhảy như nào. Cố lên. Come on, buddy. Let's go. Cố lên, cố lên. Ok, từng bước một, từng bước một. Nhảy luôn, nhảy luôn. Hay quá, tiếp nữa đi. Màn trình diễn xuất sắc. Cậu nhảy đẹp lắm. Hay quá. Trời ơi, mọi người công nhận mình. Chụp chung bức ảnh với nhau nào. Ok luôn. Cậu đang xem cái gì vậy? Nhìn quen vậy. Nè, cái anh chàng đó chung chẳng là cái gì cả. Cậu trách đây. Trời ơi, đau quá. Đây chẳng phải là anh trai cậu sao? Thì đó là anh trai mình đó. Sao vậy? Giật cả mình. Tôi làm cái gì vậy hả? Để mình bóc lưng cho cậu nha. Cậu muốn ăn gì? Mình sẽ mua cho cậu. Wow. Ăn nè, ăn gà rán đi. Nó có sức mà hợp hành chứ. Có chuyện gì với cậu vậy? Chuyện là mình gặp anh trai của cậu. Phiền cậu có thể đưa bức thư này cho anh ấy được không? Làm ơn đi mà, năn nỉ đó. Chúng ta là bạn tốt mà. Được rồi, mình sẽ đưa bức thư này cho anh ấy. Cảm ơn cậu nhiều. Chiếc bánh trông ngon quá đi. Nè. Ôi, cái gì vậy? Ăn nè. Lisa gửi thư cho cậu đó. Thư của Lisa à? Ồ, đáng yêu quá đây. Cảm ơn mọi người nhé. Người đâu mà đẹp trai quá nhở. Cảm ơn mọi người đến xem live show của tôi. Cô gái mà tôi đang yêu đang ở đây rồi. Hả? Ngại quá đi. Rồi. Cô ấy kia rồi. Dung, em có muốn lấy anh làm chồng không? Em đồng ý. Em đồng ý hả? Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Chuyện này là sao chứ? Tại sao lại như vậy? Trời, hôm nay nhiều sao quá đi. Lisa đang khóc à? Trời, mình mà tới cô ấy thôi. Phải làm sao đây? Lisa, có chuyện gì? Ôi. Trời ơi, cô làm cái gì vậy? Khóc không? Hả? Lá thư này. Bức thư này. Anna đã đưa lá thư này cho tôi đó. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways. Lisa, amazing. Cảm ơn, cảm ơn cả nhà nữa. Em là Anna sao? Em lên tặng cho anh Kiều Hoa nè. Còn em tặng tới một bó lên nè. Có một bó bông hoa. Anh làm gì vậy? Đây cả bó, không ăn ai thôi, tạm biệt nhá. Anh không lấy thì thôi vậy. Cảm ơn mọi người. Trời, thì khốn kiếp. Kia là mình có cách rồi. Chờ đó, tên kiêu ngạo. Cảm ơn mọi người. Hôm nay đến xem tôi biểu diễn. Anh tỉnh lại đi, Alex. Alex thật tội nghiệp, đau lòng quá. Cậu ấy sao vậy chứ? Đáng đời à người, tên kiêu ngạo. Chúng ta ra ngoài thôi. Chúng ta quay về thôi, ở lại cũng không làm được gì. Đúng đó.
Bọn họ ở đâu ấy nhở? Em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Còn mỗi Anna đang ở đây khóc thôi. Ra ra ngoài vậy? Chơi thôi. Cậu muốn tôi ra đi, tôi không đi đâu. Sao cậu dám? Sao cậu không giữ thầy? Tôi ạ. Ơi, đừng có làm hại cô ấy. Đi theo tôi. Edward, dừng tay lại. Sao mình không chạm được vào hắn vậy? Hắn đưa cô ấy đi đâu vậy? Đây là đâu? Ôi, sao mình bị trói cho cái bánh cát rồi? Đến giờ chơi của ta rồi. Cậu tính làm gì vậy? Gái à? Không không, cậu đừng có tới đây. Oh no. Không được làm chuyện bay ba. Không xong rồi, mình phải làm sao bây giờ? Có cách rồi. Tha cho tôi đi mà. Mình phải trở về tân xác. Mình phải nhanh trở về tân xác. Yeah. Alex, dậy đi. Dậy đi, là bên ngủ đây. Phải làm sao bây giờ? Dậy, dậy. Dậy, dậy. Mình dậy rồi. Tôi sẽ không ra cho cậu đâu. Em yêu à, xem anh lắc bông đây. Không không, đừng tới đây. Lắc bông này. Trời ơi, tìm con kịp làm gì? Làm sao? Bật kéo chứ. Ta đùa thôi mà. Chúng ta không sao rồi. Cảm ơn mọi người đã xem. Bắt đầu rồi ư? Tiến lên rồi. Tiến lên các cậu. Đi rồi. Phải cẩn thận. À ha, cây cầu bằng kính này sao? Wow, nhìn thật khác biệt. Dài ghê, lớn gì vậy? Người chơi hãy sẵn sàng, bắt đầu đếm ngược. Chuyện gì vậy? Trời ơi, 2 phút nữa sao? Chia ra 2 đội thôi. Cố lên. Không thể để cô ta vượt mặt. Tránh ra đi. Cô đứng kế tôi sẽ ra xa chút đi. Trời, bọn họ đã đi rồi à? Đúng rồi. Trời ơi, dễ mà. Dám đứng dậy trước mặt như này à? Quá đáng mà. Cứu tôi với em. Xem đây đi. Anna, nắm chặt tay tớ vào. Đi xa, cầm nha. Ủa, con trồn còn nguyên. Còn ai nữa không? West đây. Xem nào. Sao anh không đi à? Đi điều nào bây giờ nhỉ? Anna, chúng ta tiếp không, không? Mình đi thôi Alex. Bọn chúng do dữ rồi. Lisa, cơ hội của chúng ta đây rồi. Nhất trí làm vậy đi. Mình có nên nhảy sang bên này không nhỉ? Tất tài đây. Anna, ok rồi, nhảy sang đây đi. Hay quá, em đến đây. Hết chỗ rồi Anna. Đến lúc mình hành động rồi, ra tay thôi. Chạy lẹ thôi. Hả? Sắp tới ta rồi. Ta một mình băng băng qua sao? Hey, thành công. Mình phải cố lên thôi. Lẹ lẹ lẹ. Cái gì à? Mình cũng phải mau lên. Anna, nhanh lên, nhanh lên hết giờ bây giờ. Không được, em mở ra lên. Thành công, kính bắt đầu nổ hết rồi. À, chạy mau lên. Ôi không, tại sao? Sao em lại chậm như thế chứ Anna? Cô ta rớt thật rồi sao? Gì vậy? Bất ngờ chưa? Các người thật ngu ngốc. Ôi không, bỏ ra cô sao lại được? Cô ta. Có chuyện gì vậy? Đừng vội mừng, ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Hay quá. Hi da, xem đây. Ôi, không không, chết tôi rồi. Đây cái là xong. Anh này giỏi quá. Chúng ta bảo, chúng ta bảo. Hả, có chuyện gì vậy? Cảm ơn cô nhiều. Cùng chúc mừng nào. Thả ta ra tức quá đi.
sắp tôi dậy đây, sắp tôi dậy đây. Ngộ nghĩnh buồn cười ghê. Cậu nhảy cũng đạn đó, xem tôi nhảy nè. Điệu múa ballet hiện đại. Hai người trông buồn cười quá đi. Ai vậy? Xin chào, là ta đây. Vũ công bóng đèn xin chào. Sao lại lao đây này? Tránh ra. Bất ngờ không ai lao. Ai vậy? Tấn công lại nè. Xoay tròn để đâu? Chưa hết đâu. Lốc xoáy cuồng loạn. Cần lốc bánh đa xông lên. Đánh nhau mạnh nữa đi chứ. Ai vậy? Nam thần Alex dẹp cô đi. Em đến nè. Wow, yeah. Sao lại vậy? Xấu hổ quá nha anh à. Đừng đắc ý sớm quá Lisa. Đưa tới đây thôi. Hãy xem đây. Lưỡi hái ma vương. Cho chúng biết lợi hại đi nào. Tôi sợ quá. Đến đây nào bé ơi. Cậu đừng sợ. Nè cái con kia. Đừng sợ cô nữa hả? Không ai cho em. Cậu cố lên nha. Được thôi. Lên đi hai đệ tử. Anh em xuống lên. Phé mình có quét siêu lợi hại. Nên chiến thôi. Thắng chắc. Đau quá đi. Không dậy nổi. Haha, bắt được chúng mày rồi nhá. Chống cự làm chi? Sao? Gì đấy? Cô muốn làm đó. Wow, đẹp thiệt đó. Lấy nó cho ta đi. Đóng phát cho biết mặt. Ôi không, đau vậy? Hành động đi hai đệ tử. Thằng số này, có thích gây chuyện ở đây không hả? Biết sợ chưa? Con quét mà Lisa. Mình phải cố lên. Không. Mình cũng phải giúp chứ. Tiến lên. Ủa gì vậy? Sấm sét mời thêm nè. Ôi đau quá trời đất ơi. Trốn cái đã. À ha, cô ta chạy rồi. Chúng ta thắng rồi. Chiến thắng. Sau đây tôi xin được phép trao giải. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Wow. Phần thịt này chắc là của mình. Không thể nào. Xin chúc mừng Lisa. Trời ơi, yêu quá đây ha. Leo, cái đầu không có giải. Có gì đâu mà phải buồn chứ. Mình không muốn về nữa. Mình không muốn làm cái gì nữa. Anna, mau mở cửa ra đây. Thôi xong, mất bộ váy rồi. Chán quá. Cậu đi đứng chỗ gì vậy hả? Mình xin lỗi. Trời ơi, Anna bắt nạt mình. Oh no. Cô phải Anna hả? Làm ơn đừng nói gì cô nữa. Như cô ấy rồi, tập hợp đồng này đó. Đừng nói gì nữa. Đây là không được, mà phải đứng lên. Mày làm được mà Anna. Mau đứng lên đi nào. Nào, bắt đầu nha. Đúng rồi, giỏi lắm. Đúng vậy, giỏi lắm.
Hay quá Lisa ơi. Cô thật là xinh đẹp đó Lisa. Mọi người có khen rồi. Gì vậy? Cũng chẳng có tích sự gì hết. Được rồi, mình làm được mà. Cố lên nào. Hay quá. Đừng quá đi. Anna, phải như vậy chứ. Cái gì vậy? Đi rồi. Cục cưng của chị, cố gắng nha. Chị biết rồi, em sẽ chiến thắng mà. Đây chắc chắn sẽ là một màn biểu diễn tuyệt vời. Sao? Xin chào Alex. Xin chào. Ôi trời ơi, sao lại quýnh nhau vậy? Xin chào quý vị và phần thi bắt đầu. Đây chính là tiết mục đầu tiên. Quý vị cùng đón xem. Ôi. Nè, nè. Cái gì đấy? Trời, cái hộp gì vậy? Hay chưa, nhìn robot của ta hay chưa, leo leo. Muốn chơi với ta hả? Xem đấy. Mới dừng tay lại. Đừng làm vậy. Thiết chưa? Hả mày? Alex. Cô làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi ra! Mau bỏ tôi ra! Hả? Trời ơi! Wow! Ui, thật là tuyệt vời! Wow! Hả? Bàn tay vàng! Hả? Ôi, không! Cái gì vậy? Ôi, kinh quá! Trời ơi! Ê! Đi thôi! Em là số 1! Em là nha! Yeah! Chúng ta chiến thắng rồi! Mình phải trang điểm thật xinh đẹp mới được! Mình đang khởi động một tí. Chuẩn bị thôi. Trời ơi, sao trơn quá vậy? Mùi gì đây ta? Hả? Hồi hộp quá, cố lên nào.
Úi chà chà, Lisa đó phải không? Nàng có muốn nhảy cùng chúng ta một bài không? Xoay người nè. Nàng nhảy đẹp quá. Trời ơi, cái gì vậy? Đến lượt ta nhảy nha. Đến lượt ta tỏa sáng đây. Mọi người, nhìn nè. Nhìn ta từng bước chuyển động của tôi nè. Thấy sao ạ? Tuyệt chứ hả? Trời ơi, biết trao giải cho ai đây? Sao hôm nay ai cũng phiêu quá vậy? Thôi, xin chúc mừng Edward nha. Em là người vô địch sao? Hả? Tại sao là cõi chứ? Có điều gì đó không ổn ở đây. Hả? Gì đây ta? Edward. Thật là đáng nghi. Đây chẳng phải là cái thứ mà hôm mình thấy ở trên sân khấu mà. Mọi người, mau lại đây coi đi. Đây chính là bằng chứng. Tất cả là do cậu ta đó. Trời ơi, chiếc cúp đẹp quá. Mọi người. Edward. Phần thi bắt đầu. Năm nay quá là xinh đẹp và tài năng. Cô nương, cô có muốn nhảy cùng với ta một bản không? Ta là vũ công tuyệt vời nhất trong tối ngày hôm nay. Ew, nhảy xuống quá hả? Thôi, mình xin cáo lui. Sao lại ghê tởm như thế cơ à? Hả? Ý, còn em này. Hả, gì vậy? Cô là bạn nhảy với tôi đi. Để mình nghĩ coi. Tôi năn nỉ cô đó. Đi mà. Nhìn cậu ta cũng không có tệ lắm. Wow, bộ này đẹp quá, đúng như tưởng tượng ở trong đầu của mình. Được rồi, bắt đầu nha. Tập giãn cơ là. Mắc cười quá. Phải tập giãn cơ. Không được nhả. Cái chân. Ôi ôi, cái chân của tôi, sao cội đập vào cái chân của tôi. Im lặng, không được không? Đau lắm. Đây. Trời ơi, cậu có muốn làm không hả? Làm ơn, xin đường tay. Mau đi theo mình. Sao lại cứ đánh mình như vậy? Tập tành kiểu gì đấy? Sao rồi, cậu ổn chứ? Hả? Vậy, tập theo mình nha. Nhìn nè. Úi, hình như... Đúng rồi. Hình như mình làm được rồi này. Chính xác. Tiếp nè, động tác tiếp theo hả? Sao nào? Thẳng. Đó, thấy không? Thẳng lưng đúng không? Cậu làm đúng rồi đó. Đứng trụ một chân đúng không? Trời ơi. Xin lỗi ạ. Sao cậu giữ thăng bằng kém quá vậy? Thôi nào Anna. Hả? Để mình. Wow. Mình làm được rồi này. Nhỉ sao? Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Xem đây. Hết thuốc chữa rồi.